mẹ nữ sinh giao gà thuốc lên, con chết trong vinh dự. Ngày 23 tháng 10 năm 2019, khi những tình tiết trong vụ án nữ sinh Cao Mỹ Duyên, 21 tuổi, ngụ xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, bị sát hại khi đang đi giao gà chiều tối 30 Tết Nguyên Đán 2019 được công bố trong kết luận điều tra của cơ quan chức năng, nhiều người không khỏi rùng mình bởi hành vi của những đối tượng liên quan. Điều khiến dư luận đặc biệt chú ý là trong vụ án này, người mẹ của nạn nhân, bà Trần Thị Hiền là nguyên nhân ban đầu dẫn đến việc con gái bị bắt cóc, cưỡng hiếp và sát hại. Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết, bà Hiền nợ toán 300 triệu đồng từ việc mua ma túy nhiều năm trước đó không trả nên đối tượng này đã quyết định thuê người bắt cóc Duyên để ép bà Hiền phải trả nợ. Ngay từ khi Duyên mất tích, bà Hiền đã biết được vì sao chuyện đó xảy ra nhưng lại không thông báo đúng sự thực cho cơ quan chức năng được biết. Đến khi con gái bị sát hại, bà Hiền vẫn che giấu thông tin, gây khó khăn cho quá trình điều tra. Thay vì cung cấp thông tin cho công an, bà Hiền liên tục lên mạng xã hội khẳng định các đối tượng bị bắt chưa phải là chủ mưu, chưa phải là đối tượng cuối cùng liên quan đến việc con gái mình bị sát hại. Không những thế, bà Hiền còn bày tỏ sự thương cảm, xót xa cho số phận của con gái mình trước hành vi của những kẻ thù ác. Một tình tiết đáng lưu ý là khi giám định pháp y, bà Hiền chứng kiến đã khóc và nói rằng con chết trong vinh dự. Nghi ngờ từ điểm này nên thiếu tướng Sùng A Hồng đã giao các trinh sát xác minh về mẹ nạn nhân. Từ đó nhận ra những điểm bất thường về người phụ nữ này. Không những thế, trong quá trình điều tra vụ án, lực lượng chức năng còn tiếp nhận được thêm nhiều tình tiết đau lòng. Đó là việc cả bố và chị gái của Duyên đều biết nguyên nhân vì sao Duyên bị bắt cóc, đối tượng nào tham gia vào vụ việc này nhưng lại không thành khẩn khai báo cho cơ quan chức năng ngay từ đầu. Đến khi tìm được Duyên thì mọi chuyện đã quá muộn, nữ sinh được phát hiện tử vong tại khu vực chuồng gà của một căn nhà bỏ hoang xã Thanh Nưa. Khi phát hiện ra thi thể Duyên, cơ quan chức năng nhận thấy thi thể nạn nhân rất sạch sẽ. Điều này là trái với lẽ thường tình, quy luật sinh tồn của con người là sẽ phản ứng quyết liệt để giành lại sự sống. Đó cũng chính là nguyên nhân vì sao cơ quan chức năng tỉnh Điện Biên phải khai quật tử thi, giám định pháp y lần thứ hai để củng cố thêm chứng cứ cho những nghi vấn được đặt ra. Sau khi bị sát hại, thi thể Duyên được các đối tượng rửa sạch, đặc biệt là vùng kín để che giấu đi hành vi hãm hại nạn nhân nhiều lần. Giám đốc Công an Điện Biên cũng chia sẻ thời điểm đó, có người nói tại sao khi phát hiện thi thể nạn nhân không có quần áo mà công an không nghi vấn là hiếp dâm mà phải khai quật tìm chứng cứ để khởi tố tội này. Ông Hồng giải thích công an không đặt vấn đề này khi khai quật. Vì nạn nhân đã được chôn cất hơn 10 ngày, tế bào lúc đó đã phân hủy, khai quật cũng không thể lấy mẫu. Mục đích của công an là làm rõ các tình tiết khác như sợi dây xiết cổ là xích của Côn Nhị Khúc để tiếp tục đấu tranh, từ đó mới có đủ căn cứ kết tội những đối tượng hết sức ngoan cố trong vụ án. Ngọc Mai